Bastu, đồng phục cao cấp giúp cả tập thể của bạn luôn trẻ trung, năng động và nhiệt huyết trong những bộ đồng phục chất lượng. Miễn phí thiết kế, đồng phục đẹp, chất liệu tốt, giá cả hợp lý, chỉ có tại Lastu. Thông tin chi tiết xem tại website lastu.vn, số điện thoại liên hệ 0966 630 199. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang giàu hơn tổng tài sản 23 tỷ phú Việt cộng lại. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 18 tháng 1, cổ phiếu VC tăng nhẹ 1% so với cuối tuần trước khi đóng cửa tuần ở mức giá 102.200 đồng một cổ phiếu. Với mức tăng này, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, có thêm 1.492 tỷ đồng chỉ sau một tuần. Hiện, tổng giá trị cổ phiếu VC do ông Vượng nắm giữ là 190.622 tỷ đồng, tương đương 8,23 tỷ USD và giữ vững bởi không có đối thủ ở vị trí tỷ phú USD giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Khoảng cách mà chủ tịch Vingroup tạo ra với vị trí người giàu thứ hai trên sàn chứng khoán Việt Nam là ông Hồ Hùng Anh, chủ tịch Techcombank, phó chủ tịch Merchant Group, lớn đến mức khoảng cách này bằng với tổng tài sản của 23 người giàu nhất trên sàn chứng khoán cộng lại. Tính từ vị trí thứ hai của ông Hồ Hùng Anh đến vị trí thứ 24 là bà Vũ Thị Quyên, mẹ của chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng. Hiện, tổng tài sản của ông Hồ Hùng Anh thông qua sở hữu cổ phiếu TCB của Techcombank và MSN của Masan Group cũng đã đạt xấp xỉ 1 tỷ USD, 21.083 tỷ đồng. Trong tuần giao dịch vừa qua, cổ phiếu TCB tăng 900 đồng lên đóng cửa tuần ở mức giá 26.750 đồng một cổ phiếu. MSN tăng 300 đồng lên 81.000 đồng một cổ phiếu đã khiến cho tổng tài sản của ông Hồ Hùng Anh tăng thêm 109.568 tỷ đồng. Với mức tăng giá như trên của TCB và MSN, tài sản của người giàu thứ 3 trên sàn chứng khoán là ông Nguyễn Đăng Quang, chủ tịch Merchant Group, phó chủ tịch Techcombank cũng đã tăng thêm 84 tỷ đồng. Hiện tổng tài sản thông qua hai mã cổ phiếu này do ông Quang sở hữu là 20.678 tỷ đồng, chỉ kém ông Hùng Anh gần 200 tỷ đồng. Khoảng cách giữa ông Nguyễn Đăng Quang với bà Nguyễn Thị Phương Thảo, phó chủ tịch HD Bank, tổng giám đốc Vietjet Air lại còn ngắn hơn khi bà Thảo đang có khối tài sản 20.459 tỷ đồng từ việc sở hữu cổ phiếu VGC và HDB. Tuy nhiên, tuần vừa qua là một tuần giao dịch buồn đối với VGC và HDB. Trong khi HDB giảm nhẹ 100 đồng khi đóng cửa tuần ở mức giá 29.100 đồng một cổ phiếu, VGC có chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp và đóng cửa tuần ở mức giá 115.200 đồng một cổ phiếu, giảm 1.800 đồng một cổ phiếu so với cuối tuần trước. Mức giảm này khiến cho tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo bốc hơi 307 tỷ đồng sau một tuần giao dịch. Hiện bà Thảo đang đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, nữ tướng của Vietjet Air còn bỏ xa người đứng ở vị trí kế tiếp là ông Trần Đình Long, chủ tịch Hòa Phát Group, HPG, với khoảng cách lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Cổ phiếu HPG giảm 1% trong tuần qua, hiện đang ở mức giá 29.200 đồng một cổ phiếu. Mức giảm này cũng khiến giá trị cổ phiếu HPG do ông Long nắm giữ giảm theo 80 tỷ đồng. Hiện tại, ông Trần Đình Long đang sở hữu hơn 500 triệu cổ phiếu HPG, tương đương khối tài sản trị giá 15.598 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2018 rất khả quan, nhưng diễn biến không thuận lợi của thị trường thép nói chung đã khiến cổ phiếu HPG mất giá trong thời gian gần đây. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, khối tài sản của ông Trần Đình Long đã giảm 935 tỷ đồng so với cuối năm 2018. Bám sát chủ tịch tập đoàn Hòa Phát là bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup, vợ ông Phạm Nhật Vượng, khi giá trị tài sản của bà Hương đang ở con số 15.438 tỷ đồng, chỉ cách ông Long 160 tỷ đồng. Đóng góp đáng kể vào việc thu hẹp khoảng cách này là do trong tuần qua, bà Phạm Thu Hương có thêm 120 tỷ đồng nhờ việc cổ phiếu VIC tăng giá. Trên đây là diễn biến giao dịch cổ phiếu của 6 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam trong tuần. Nhưng gây chú ý nhất tuần qua lại là người đứng ở vị trí thứ 7, ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FLC Group và FLC Faros, với việc hãng hàng không Bamboo Airways của tập đoàn FLC chính thức vận hành thương mại. Có lẽ việc hãng hàng không thứ 6 của Việt Nam tham gia vào thị trường hàng không đã tạo hiệu ứng phần nào cho cổ phiếu FLC khi cổ phiếu này tăng 2,4%, đóng cửa tuần ở mức giá 5.450 đồng một cổ phiếu. Mức tăng nói trên của FLC giúp tỷ phú họ Trịnh có thêm 19,5 tỷ đồng, nhưng mức tăng này không đủ bù đắp cho sự sụt giảm đối với cổ phiếu ROS. Theo Hiền Anh từ Infonet.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!